Rồi ok, mình đã gắp máy xong và mình đã nổ máy. Thì mình thông tin thêm cho các bạn là khi, tại vì hồi nãy mình quay clip mình chưa có nói với các bạn là khi mà mình làm nồi bất cứ là cái gì, làm nồi không cũng vậy, là các bạn cũng phải là kiểm tra cái lọc nhớt nó ra sao, các bạn xem nó có dơ không, vệ sinh. Thì cái lọc nhớt này á, là mình đã kiểm tra rồi thì nó rất là sạch, nên là hồi nãy trong clip là mình quên nói với các bạn là cái vụ mà khi mà tháo ra là phải kiểm tra lọc nhớt nha. Thì những clip trước làm xe thì mình đã nói với các bạn rồi, thông tin thêm để cho các bạn khỏi bình luận tại sao mà không kiểm tra cái lọc nhớt cho chủ xe ha. Xong mình có kiểm tra rồi và sạch sẽ ok hết trơn, nên là mình không có mở cái lọc nhớt ra nghe các bạn. Rồi ok. Kính chào quý vị và các bạn thân mến. Chào quý vị và các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về, mình sẽ trở lại những với những câu chuyện kinh nghiệm. Thì hôm nay mình có làm cái nồi của một em trai. Cái nồi thì chuyện làm là cái bình thường rồi, tại vì mình có những cái clip trước. Nhưng mà những em trai mà với những bạn á, mà đang học nghề và đang tập làm xe tại nhà ha, đang tập làm xe tại nhà, nhưng mà khi mà các bạn tập làm xe tại nhà, các bạn đụng tới cái nồi là mình biết là các bạn vất vả, các bạn đã gã gáp nhiều lần đó, là sau này bạn mới biết làm nồi. Nhưng mà các bạn làm canh không có chuẩn bằng bằng thợ đâu, nó thiệt đó. Các bạn đem đồ ra thợ tiện này kia, các bạn làm, các bạn về gáp bắt chước ở trên YouTube, nhưng các bạn không bao giờ canh chuẩn bằng thợ người ta làm. Tại vì thợ tiện là chỉ vớt này kia thôi, cũng thợ tiện cũng canh, nhưng thật chất là về tiệm sửa xe cái người thợ người ta sẽ đo, người ta canh lại một phần nữa nghe các bạn. Rồi ok, thì chiếc xe này của một em trai là đến đây là làm nồi đó, thì bảo dưỡng lọc gió này kia ok. Thì cái lọc gió của em trai rất là ok nha cưng, còn ngon lành nên là không cần thay đó. Hồi là chỉnh gió, chỉnh xăng này kia lại là ok. Rồi có nhiều bạn, mình chia sẻ nha, có một hai bạn gì đó cũng đang học nghề, và cũng có những bạn là đang cái làm xe tại nhà đó. Về tất cả các bạn thì có nhiều bạn vô sau này thì chưa có coi những cái clip trước của mình đó. Về cái phần này thì mình chia sẻ, thì cái phần này thì các bạn đã biết rồi ha. Cái phần cái miếng này thì các bạn ở trên cây dên mình đã chia sẻ trước rồi. Ở trên cây dên khi mà tháo ra rửa, cái này rửa mình gắp vô rồi nè, thì nó sẽ có cái lỗ bên cây dên, nó sẽ có lỗ xuyên thấu qua hai cái lỗ. Thì các bạn thấy cái mũi tên đây không? Bây giờ mình gọi là mũi tên đây, dấu gạch ngang nè, là các bạn phải gáp sau đúng ngay chân cái lỗ đó nha. Đó, hai cái lỗ ở trên cái dên hai bên đó, các bạn gáp cái lỗ nào bên nào cũng được trơn, miễn là cái lằn gạch này ngay chân cái lỗ đó được đó, ok. Còn bạn không mà gáp ngay chân cái lỗ đó, gáp đại vô là có chuyện đó. Đó thì có chuyện gì đó, rồi các bạn thử gáp đi rồi sẽ biết. Bánh xe cho nha, không phải chuyện chơi nha. Rồi ok, mình trở lại. Thì có nhiều bạn hỏi mình là anh ơi, là về cái việc này, đây là bố nồi của bạn ấy, cái nồi lâu xài lâu quá hết ok rồi đó. Đây là bố nồi mới của mình đó, để hồi mình gáp. Thì mấy bạn kia hỏi là anh ơi, bây giờ em á là cũng là mới học nghề có mấy tháng, nhưng mà bây giờ là cái phần mà gáp cái đế đạn xoay chiều nè, cái đạn bằng mũ nè, gọi là đạn xoay chiều nha các bạn. Còn cái chỗ thợ của các bạn gọi là gì mình không cần biết, chỗ mình gọi là đạn xoay chiều đó. Thì em gáp vô không được, mỗi lần là em chạy về nhà em gáp là em toàn là đem ra cho thợ tiện gáp giùm em không. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn lại lần thứ ba, mình hình như là mình siêu ít này là mình hướng dẫn cho các bạn là hai lần rồi đó. Thì hôm nay mình sẽ mục đích hướng dẫn cái này, tại vì mấy clip trước á, là mình làm nồi, mình chỉ cho các bạn canh nồi này kia rồi á, là mình chỉ chung clip luôn, nên nó nằm chính giữa. Các bạn xem clip các bạn xả quá trời xả luôn của người ta. Không, nếu mà các bạn muốn học kinh nghiệm là các bạn phải xem clip từ đầu đến cuối, cho các bạn xả ra là mất tiêu rồi. Ví dụ như mình đang clip kia mình đang hướng dẫn cái này mà các bạn coi mà các bạn nóng lòng quá các bạn xả đi á, thì mất cái khúc mà để mình hướng dẫn cái này rồi đó. Bây giờ mình sẽ clip hôm nay mục đích là chỉ hướng dẫn tập trung vào cái này thôi, cho bạn xem gáp như thế nào đó, khỏi cần ra nợ điện ha. Thì xin nhắc lại là clip này chỉ dành cho các bạn đang học nghề, để mình chia sẻ cho các bạn đang học nghề và các bạn mà đang làm xe tại nhà ha. Đó, đang tập làm xe tại nhà thì xe của mình thì mình làm thôi đó. Mình làm tại nhà thì nói chung là các bạn mà muốn làm tại nhà thì như lúc đầu mình có nói, thì các bạn cũng bị giờ te tua này kia rồi mới biết giả gáp cái nồi á, nói như vậy. Nhưng mà canh không chuẩn bằng thợ, làm mình làm chơi làm để cho biết thôi đó. Xe nhà nó cũng không thành vấn đề, không có hư hao gì nên là không có bị ai chửi. Còn như thợ làm mà sai cái là chịch cái là bị này bị kia là khách người ta chửi chết luôn á, người ta đó bắt đền nguyên cục máy á, cả chục triệu là no thay luôn á, nên là thợ làm chuẩn mới được đó. Rồi mấy cái em trai mà cũng đi học nghề
Đó, rồi hỏi mình là cách lắp ráp cái đế đạn mũ xe chịu này. Đó, thì giờ mình sẽ hướng dẫn, nhưng mà trước khi hướng dẫn mình sẽ nói vài câu để cho nó vui vẻ, cái không khí được ok chứ không phải là mình nói nhiều ha. Rồi những bạn đang học nghề nè, đó, bây giờ chỉ là lên coi clip của anh Gắt nè, sau này là thầy kêu ráp chơi, hoặc là cái thời gian mà mình làm xe mình rảnh mà có cái nồi siêu út giống gì thì mình đi lại mình tập mình ráp để cho cái tay mình nhuyễn đó. Khi mà cái gáp vậy cái mấy sư huynh này kia là học nghề trước mình đó, khi mà người ta tưởng đâu là mình không biết nhưng thực chất là mình đã biết gáp cái này rồi, nó vậy. Hoặc là sư phụ kêu mình á, lại mình gáp mà mình hỏi sư phụ đang lu bu thì mình hỏi, thì nó cũng nhiều ông sư phụ, mình nói thiệt nha, nhiều ông sư phụ người ta rất dễ tính, còn nhiều ông ngộ lắm, hỏi cái bắt đầu cái mấy ổng là hỏi nhiều quá à. Đó khi mấy ổng quạo này kia thấy bực bội, nhưng mà sư phụ mình không có nha, đó sư phụ mình hỏi là chỉ liền đó. Nhằm ông mình xe xe mình hư dọc đường á, xe mình hư dọc đường á, có những trường hợp đó mình ghé mình giá xe hay là ví dụ gì đó mình cũng không nói mình là thợ nữa, mình vô, tại vì mình là thợ nhưng mà mình vô tiệm người ta thì cứ để cho người ta kiểm tra như vậy. Thì có mấy em trai cũng học nghề mấy cái tiệm đó đó, lại hỏi sư phụ nạt quá trời luôn. Thôi thôi giờ thấy khá tham, nhưng mà không phải ai cũng vậy nha các bạn, tại nhiều cái tánh người ta khác nhau, nó mình qua đỡ có nắm là không được đó. Chứ sư phụ mình thì rất là dễ, hỏi gì ổng cũng trả lời hết trơn á, học nghề ổng còn phái hỏi nữa, ổng la học nghề mà không hỏi gì hết trơn nha. Đó ok, giờ mình trở lại vấn đề để cho các em học nghề đó, để mà biết làm cái này trước, là coi clip của anh chắc là biết làm trước, bất ngờ làm cho sư phụ là hết hồn luôn, trời ơi sao hôm nay nó biết hay vậy đó. Rồi bây giờ mình tắt clip để mình chuẩn bị đồ để mình gáp cho các bạn ha. Rồi ok thì mình đã chuẩn bị mọi thứ, chuẩn bị là gì, một cái vít dẹp gì thôi, hoặc là một cái cây nhọn á, cây lò xo. Thường thường mà các bạn làm điện á, ở tiệm sửa xe các bạn có một cây nhọn để làm điện để khử mấy cái chất điện ra, thì các bạn sử dụng cây nhọn nó cũng được, hoặc là các bạn sử dụng một cây vít dẹp nhỏ gì cũng được, nó quá đơn giản đó. Đối với mình thì đơn giản, mình thì khỏi cần dùng cái vít này cũng được nha các bạn, nhưng mà đối với các bạn đang học nghề và các bạn đang ở nhà thì mình sẽ sử dụng cái vít này, không thôi là cái lò xo nó búng mất tiêu ha. Cái lò xo búng mất tiêu rồi mất công đi vô hãng mua, hoặc là kiếm kiếm chế mà chưa chắc gì có một cái lò xo mà nó nhỏ mà nó ngon vậy để chế. Thì để gáp cái này á, thì cái khâu đạn xe chiều này á, cái đế mũ xe chiều này thì nó có như thế này, một cái miếng này đó là một cái khâu găng này, đó là để cho nó vô ăn vô cái dên đó, đó là hai thứ. Rồi sau đó là một cái miếng đồng đền. Miếng đồng đền này chia sẻ cho anh em á, là ở trong chiếc Sirius á là nó có hai miếng đồng đền giống nhau như vậy, nhưng mà các bạn thấy là màu sắc khác nhau ha, không phải gáp cái nào cũng được ha. Miếng này là cái miếng nằm ở bên cái nồi lá nha, đây nó nằm phía sau này là cái miếng màu đen ha, miếng mỏng ha, còn cái miếng màu trắng này á là nó sẽ nằm ở trong cái ba càng này ha. Đó nên nhớ miếng đồng đền này nha, để mất công rồi gáp vô rồi xong rồi cái quên cái gã ra rồi gáp lại lu bu lắm. Đó nó miếng màu trắng nó dày như thế này đó, và nó có 3 viên đạn, đây 3 viên đạn để mình gáp vô. Thì cái khâu đó thì các bạn điện thoại này kia hỏi mình á, nhắn tin hỏi mình thì các bạn cũng đã biết cái nồi đó có như thế nào rồi, nhưng mà mình gáp vô nó hơi khó thôi, nên các bạn mới ra thợ tiện các bạn gáp, kêu thợ tiện gáp giùm, nhưng thực chất nó dễ. Ra một cái lò xo nhỏ như thế này rồi ok, là mình sẽ hướng dẫn, bắt đầu là mình sẽ chia sẻ cho các bạn đây để mình gom cái máy lại. Bắt tivi nhỏ đi, nhiều khi quay clip các bạn là bị bản quyền nhiều lắm, nó như con của mình đó là đang hát tivi trống đó, mình quay phim đây dính 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 vô cái phần tiếng nói của người ta, là mấy mấy cái kênh đó, người ta mấy kênh lớn á, cái kênh thiếu nhi này kia người ta vô nét hết rồi, bởi vậy là có bản quyền hết trơn á đó. Khi mình quay phim á là các bạn làm YouTuber nên nhớ kỹ là có con nít không có nên quay mà ngang trúng con nít này kia vô ha, đó là nó sẽ lu bu sau này cho cái kênh của mình, nó lu bu lắm, tại vì YouTube bây giờ nó hạn chế về cái trẻ em và cái bản quyền âm nhạc, bản quyền này kia, còn các bạn có vô nét thì nó đỏ, còn các bạn chưa vô nét giống mình nè thì quay về trẻ em là sẽ bị dính liền á. Hôm qua mình mới xóa cái clip mà quay trúng con của mình báo mình là mình xóa liền á, không bao giờ đâu. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục. Rồi mọi công đoạn đã chuẩn bị xong thì cái vít này mình không có cần xài, mà để hồi mình sẽ nói cho các bạn xong rồi có cần xài hay không. Rồi bắt đầu mình sẽ lắp ráp nha. Thì trước tiên á, là cái miếng đồng đền này nó có hai mặt, nó có hai mặt, nó giống như là một bề bán và một cái bề lõm đó. Thì nói chung là gã ra khỏi bây giờ là đưa cái bề lõm ra ngoài cái chuông đó như vậy thôi, nhưng mà khi mà gã ra các bạn thấy dấu nè, thấy không, cái dấu găng nè các bạn thấy không, nó có găng găng nè, để mình lấy nét lại đây. Đó,
nè, cái dấu găng nè, thấy không, là nó sẽ nằm ở đây rồi đúng không, bề bên kia đâu có rồi nè, ở trong đây nó có in in găng găng này thấy không, xài lâu thì lâu ngày nó in chỏng, rồi bên đây đâu có đâu, có nghĩa là cái bề này sẽ quay ra ngoài đó, vậy thôi. Rồi ok, thấy gì chưa, nhớ miếng đồng đành rồi nghe, nhiều bạn lắp ráp mà khi quên miếng đồng đành này đó, trong bề lõm đưa ra ngoài, vậy thôi. Rồi các bạn đặt xuống đây, rồi lấy nét lại. Thì ở trên đây nó có cái làn rãnh, thì các bạn quay lên trên như hồi nãy mình nói, các bạn quay lên cái này lên trên, sau đó đặt cái lò xo nhỏ gì vào đây. Chú ý là hai con mắt các bạn là phải dòm cái lò xo nghe, để nó búng mắt nha. Tuy mình đang quay clip cho các bạn xem nhưng mà hai con mắt mình đang dòm cái lò xo để nó búng mắt là lu bu lắm. Nếu các bạn đang học nghề á, nếu búng mắt á là sẽ bị sư phụ chữ nha, sư phụ la gầy nha, đó. Rồi bắt đi mua này kia mất thời gian lắm. Nếu các bạn đang làm ở nhà thì các bạn mở ra, các bạn nên chú ý cho chừng nó gớt lò xo này, cái lò xo này luôn lúc nào cũng phải giữ kỹ, không được ấy. Gáp vô cũng phải nhìn để không nó búng mắt tiêu mất công là đi mua, còn như mình ở tiệm mình làm á quen rồi nên đã mua thủ 5-6 cái mà để rồi nhiều khi gáp ăn đêm á lu bu. Rồi bây giờ mình sẽ đặt cái này vô. Đó, cái miếng mũ này là cái lỗ này, cái khía này để đặt cái lò xo, thì các bạn quay lên trên như thế này. Đó. Rồi, cái lò xo là phải đặt ngay chân cái lằn rãnh này nha, chứ không phải đặt ngay lằn dốc nha, ngay chân lằn rãnh chứ không phải lằn dốc này nha, lằn rãnh nè, đút vô. Hai con mắt tôi vẫn chú ý vô cái lò xo không thôi nó gớt. Rồi, bóp cái lò xo, đẩy vô, đẩy cho cái đầu nó xuống. Đó. Khi mà đẩy như thế này các bạn bóp giờ như vậy, các bạn thấy nó còn nhô như lên trên tí không? Đó, như vậy là cái lò xo cơ hội cho chúng ta, cái lò xo nó sẽ búng ra ngoài rất là cao, nên là các bạn sử dụng cái vít này. Đó, để đè xuống hoặc cái cây nhọn đè xuống một tí. Đó cho nó ngang bằng này kia là nó vô rồi, đúng không? Là nó vô ok rồi. Rồi bây giờ tới cái ông đạn là mình bỏ ba cái viên đạn này vô. Đó. Lấy nét lại coi. Thì ở trên đây là nó có ba cái lằn rãnh, ba cái lằn nhỏ. Các bạn thấy ở trong cái đế nào không? Ba lằn nhỏ nè, trong đế mũ nè. Trong cái đế mũ xoay chiều là có ba lần nhỏ và ba lần lớn, thì ba cái viên đạn lớn á, ba viên đạn là các bạn á, là để vô ở trong mà những cái lằn rãnh to này. Rồi ok, giờ mình để dây gì cho chuẩn, một cái tay á, mình sẽ bấm cái này lại để khi mình đút vô á, rồi mình nhúc nhích này kia thì cái này á, nó sẽ bật lên và cái lò xo nó sẽ bay đi mất tiêu, là mất công lu bu nha các bạn. Rồi ok, đó mình sẽ gum lại cho các bạn xem cho nó dễ. Đó, rồi quay gì đi nè, thấy lằn rãnh to không, đút viên đạn vô. Đó, khi đút là cái tay một cái ngón tay nào đó sẽ đè cái đế mũ này lại, không thôi là nó kéo lên cái là cái lò xo nó sẽ văng đi, nó búng đi mất tiêu. Rồi quay qua tới bên này cũng y chang vậy. Cái này mình có hướng dẫn mấy cái clip trước rồi, nhưng mà các bạn xả đi, các bạn không xem kỹ, chứ phần thứ hai là những bạn vô sau mới đăng ký kênh á, các bạn chưa có coi những clip cũ. Rồi tiếp tục như vậy. Rồi như vậy là ba viên đạn của chúng ta đã vô rồi, thấy không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ ấp cái khâu này vô, nhưng mà cái khâu này các bạn nào cũng được chân ha, không quan trọng ha. Rồi khi mà kim đồng hồ là các bạn thấy là kim đồng hồ nó quay như vậy phải không, nó quay vòng tròn như vậy, thì các bạn á khi mà đút cái khâu này vô, các bạn sẽ quay ngược kim đồng hồ, ngược kim đồng hồ lại nha. Đó, tại vì các bạn mà xây quanh kia thì nó cứng, nó đâu có vô được, nó đâu có quay được đâu. Đó, ngược kim đồng hồ thì cái dốc hồi nãy mình chỉ các bạn, cái dốc đó là khi mình quay vậy á là viên đạn nó sẽ quay qua cái dốc đó. Thì cái viên đạn, cái dốc hồi nãy mình kêu các bạn đừng có mà đút cái lò xo chổng, nhớ không? Đó, là khi mình quay qua đây là cái viên đạn á dưới cái đế này á nó sẽ chạy, và cái lò xo hồi nãy á, nó sẽ chổi lại để nó giữ chỗ đó, nó giữ một khúc nào đó. Rồi cái ba cái viên đạn này sẽ chạy vào cái dốc đó, là đương nhiên là nó, cái viên đạn mà chạy vô cái dốc đó nó sẽ có độ hở, và cái khâu này nó sẽ sao? Lọt xuống. Rồi ok. Bây giờ giữ gì nha. Rồi xoay ngược kim đồng hồ nha. Đó, đút vô xoay ngược kim đồng hồ. Nó là vô rồi, các bạn thấy vô không? Đó, chuyện gì như vậy là vô rồi. Đó, thấy không? Cái lò xo này hồi nãy nè, các bạn thấy không? Đó, nó giữ cái đế này lại nè, thấy không? Đó, đế mũ này lại. Thì mình cứ đút vô, đút chuẩn nghe, đừng có để cái khâu này xéo quá thì nó sẽ không vô được nha các bạn. Đút chuẩn, giờ mình vừa đút là mình vừa xay vô. Đó, một tay giữ này lại để nó gớt cái, nó văng cái đế lên. Lúc mà mình thao tác nó sẽ văng cái đế lên á, nhiều khi á giữ cái đế này lại, giữ nhưng mà đừng có giữ cứng người ta đâu có xây được đâu. Nó nè cái lò xo nè, các bạn thấy không? Đó, nó đỏ lại nè, thấy không? Bởi vì người ta mới gọi là xây chiều. Còn các bạn quay bên này á thì nó sẽ cứng lại. Đó. Thấy không? Quay cứng vậy nó sẽ mắc vô cái dên. Đó, cái khâu này là về dính vô cái dên nha các bạn. Đó. À. Thấy chưa? Đó, khi mà mình quay ngược kim đồng hồ thì viên đạn này nó sẽ chạy vô cái rãnh này. Thì đương nhiên nó sẽ có một cái khoảng cách ở trong chính giữa là để mình cái khâu nó lọt xuống. Nó quá đơn giản chứ có gì đâu mà các bạn phải đem ra thở tiện. Rồi những cái phần còn lại á, thì các bạn gáp được rồi đúng không?
Nó quá đơn giản mà, để búa ba càng vô là lụm thôi. Đây, búa ba càng mình làm rồi. Đó. Thì cái thao tác gáp vô ở trên kia thì mình chỉ cần úp vô. Đó, có cái khâu nữa. Nhưng mà tại vì mình đã chia sẻ rồi những cái clip trước rồi, mình không có quay lại cho bạn xem. Giờ này cũng chiều các bạn ơi, gáp xe lẹ đừng giao cho khách các bạn ơi. Đó thì có cái khâu này cũng y gan vậy đó, cũng nằm ở trong đây thì các bạn đút vô thôi. Đó, chừng nào mà đút cái đế này vô cái dên hả, đút vô. Đó, cái ba càng nó sẽ nằm như vậy. Đó. Khi gáp thì cái tay vịn sao cho chắc. Đó, chắc cái đế ba càng, cái ba càng nè với cái chuông này phải cho chắc vô. Rồi úp vô thôi, úp vô rồi bắt đầu hả, gắn cái khâu mình mới đút vô nè các bạn, đừng có gắn cái khâu này trước nha. Gắn khâu trước nó lu bu lộn xộn lắm. Đó, mình gáp cái ba càng vô xong rồi mình hái. Thôi giờ tôi đút vô cho các bạn xem luôn. Chứ nói gì nữa, để nhiều bạn vô nó trời hướng dẫn mà sao không hướng dẫn cho tới. Thì tôi có mình nên nè, giờ tôi lấy cái khâu ra nha. Đó, có mình nên là cái thao tác nó khó lắm mà mong các bạn thông cảm, không có ai quay clip hết trơn. À, các bạn thấy hồi nãy là xong hết trơn phải không? Úp ba càng vô nè, bây giờ mình sẽ úp vô. Đó, chứ có gì đâu. Úp vô. Rồi ok, thì mình đang quay clip cho các bạn, thì có điện thoại tới các bạn ơi, mình nghe điện thoại xong rồi. Rồi giờ đút đế vô nha, mình có mình nên thì nó hơi khó làm không các bạn thông cảm. Thì đút vô gì thôi. Đó, gán giữ chặt nha. Đó, các bạn không giữ chặt là cái đế trong nó vụt ra nè các bạn thấy không. Đó, rồi bây giờ mình sẽ đút cái khâu hồi nãy vô. Đó, khâu này thì cái chiều nào cũng được hết trơn, không cần thiết. Đó, xong. Rồi xong. À, các bạn thấy không, nó chỉ xây được cái một chiều này thấy không, chiều bên đây là nó dính vô cái dên rồi thấy không. Đó, rồi xong là cứ vô là bắn ốc vô, trời ơi đơn giản như đang giỡn, trời ơi đúng đền. Đó, đút vô quất thôi, ốc đâu mất tiêu rồi, ốc đâu rồi ta, đơn giản như đang giỡn, quất ốc vô thôi. Rồi ha, rồi xong mình đã, nói chung là các bạn hỏi mình tới đây, mình chia sẻ tới đây. Còn cái việc gáp nồi này á, là mình có quay những cái clip trước cho các bạn xem rồi đó. Nên các bạn muốn xem gáp thua nồi thì các bạn xem những cái clip trước cho mình. Và về gáp nồi COX này kia ha. Và phần thứ hai á, mình nhắc nhở các bạn là chia sẻ cho các bạn á, thì các bạn nên coi từ đầu clip cho đến cuối clip, các bạn đừng nên xả clip. Nếu mà các bạn xả rồi nó sẽ những khâu quan trọng như thế này á, là nó sẽ mất tiêu rồi đó. Là các bạn thấy là các bạn phải hỏi lại mình thấy không. Nhưng mà clip thật chất là trong clip, những clip trước đó, là mình đã hướng dẫn rồi. Đó, mình đã chia sẻ cho các bạn rồi. Đó. Rồi ok, rồi tạm biệt các bạn nha. Mới mốt mà coi clip thì phải coi coi hết. Nhưng các bạn những cái clip mà chia sẻ về kinh nghiệm thì các bạn nên coi hết clip để mà nó ok hơn ha. Để các bạn xả rồi cái những cái khâu quan trọng là các bạn đã bỏ qua rồi. Rồi ok, tạm biệt các bạn.